Hôm nay đi sửa nhà. Đây là căn nhà mình đi tới sửa. Này thì sửa căn nhà này nhá. Căn nhà này đẹp quá trời đẹp. Nhà này có ba cái nhà xe luôn. Đó, nhà trệt. Rồi hôm nay mình mua một 100 lít 100 lít sơn. 100 lít sơn về mang đi sửa. Đó. Mình mua 30 gallon paint 100 lít 100 lít sơn căn nhà này. Và cái sơn dùng với lại sơn Sherwin-Williams. Rồi mình dùng cái màu là màu lilac mouse. Mình bài nước sơn này ở tiệm lâu. Đây, đây là căn nhà. Căn nhà ba car garage, nhà ba lầu, ba phòng, ba nhà xe, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Cho các bạn coi, nhà rất đẹp. Ta-da! Nhà căn phòng rất rộng. Đây là cái island lớn, khủng khiếp lớn luôn. Island này là gấp mấy lần những cái island bếp nấu ăn. Lớn lắm. Và đây là cái nhà này nó có nhiều màu khác nhau, họ sơn không có được đẹp, mình phải sơn lại. Ở đây mình họ sơn màu trắng trên cái trần nhà, giờ mình cũng sơn lại màu trắng. Còn bên này là màu kem. Đó, màu kem và màu trắng nó khác nhau, không thích mình sơn lại. Và đây là cái tháo này ra, chép mấy cái lỗ này, sơn gắn đồ kỳ cục quá. Chứ là hai cái màu nó không có đẹp cho nên mình sơn. Và bây giờ mình còn sơn lại những cái màu nên nhà nó có, nhà này nó nhiều mình sơn nhiều màu quá. Đây là hai cái màu, đây 1, 2, 3 màu khác nhau nữa, nhiều màu quá. Và đây là phần mình làm cái nền này lại nữa. Cái nền này là bằng gỗ, mình tháo gỗ này ra là mình làm gạch, mà gạch gỗ. Chắc các bạn coi
Cái người sơn cái nhà này họ sơn dở quá. Đây, họ sơn len lút hết trơn rồi. Các bạn thấy không? Cái sơn nó len như thế này, nhìn xấu quá chịu không nổi. Rồi nha, là mình phải sơn lại. Cái người thợ sơn này sơn dở quá. Đây là một phòng ngủ. Rồi, sơn nguyên căn nhà. Sơn nguyên căn nhà này thì dùng mình vô 100 lít, 100 lít sơn. Rồi mình sơn. À, phòng ngủ thứ nhất. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai. Đây là nhà tắm. Đây là cái màu sơn, cái màu này nó hơi đậm. Và cái người chủ là sơn xấu quá nè, sơn lem luốc tùm lum tùm la hết đó, như vậy là mình không có thích. À, không thích thì tốn tiền sơn nữa thôi. Hãy cần cái quạt này mình sẽ mình tháo bỏ, mình thay điện khác rồi. Đây là cái tủ tủ đồ ăn bự. Phòng giặt, phòng giặt đồ. Ở đây là cái phòng tắm, tắm phòng ngủ nữa. Đây, mình tháo hết cái quạt này, tháo bỏ. Cái nền này mình tháo ra để làm lần mới, còn tháo bỏ luôn. Chắc lại những cái nọc đinh nè. Chắc lại cái nọc đinh. Cái nền này. Rồi tháo cái nền này ra làm lại cái nền mới. Ôi trời, đục cái lỗ gì kỳ cục cái trời. Hy vọng là mình làm cái nhà này trong một tuần là sẽ xong. Xong đó rồi bỏ lên bán nha các bạn. Nhà này mình làm xong thì mình dự định bán với giá là 750 ngàn. Cái ai thích thì cho mình biết nha. Ở chỗ này mình cũng lót gạch nữa. Đây là cái cửa này. Và chỗ này. Ở đây mình sẽ lót gạch ở ngoài đây, mình lót hết, mình lót gạch cho nó đẹp hết. Thế này. Đây thì dạ nhé các bạn. Đây là cái tủ này đẹp dễ sợ luôn. Đó. Super đẹp đó. À. Tủ
hai lò nướng luôn, hai hồ nướng. Đẹp vậy sao chứ. Rồi. Ta-da!